OK, xin chào mọi người nha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người một cái loại cây mà nó thường nó thấy trước mặt mọi người luôn á, mà mọi người không nghĩ rằng nó trị được cái bệnh rất là hay nha mọi người ha, bệnh quai bị nha mọi người ha. Chia sẻ cho mọi người một cái bài thuốc từ cây dâm bụt nha mọi người. Đây. Người ha, cái thuốc này rất hay. Mình sẽ chia sẻ cho mọi người, rất hay và đơn giản, dễ tìm nữa mọi người ha. OK, mình sẽ bẻ một nhánh. Rồi mình chia sẻ cho mọi người ha mọi người ha. Đây. Bẻ nhánh này ha, có bông nhiều nè. Hoa dâm bụt nha mọi người ha. Cái này ai cũng biết rồi. Rồi, mình sẽ chia sẻ cho mọi người hết mọi người ha. OK, xin chào mọi người nha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người một cái loại cây mà nó thường nó thấy trước mặt mọi người luôn á, mà mọi người không nghĩ rằng nó trị được cái bệnh rất là hay nha mọi người ha. Bệnh quai bị nha mọi người ha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người cái cây dâm bụt. Dâm bụt đó mọi người, đây. Đây mình thấy giờ hồi nãy phần intro mình cũng cho mọi người thấy rồi đó, cái dâm bụp thì mọi người khỏi cần phải nhìn kỹ làm chi. Cái dâm bụp thì Việt Nam mình ai không biết, cái dâm bụp thì nó dở lắm. Cái dâm bụp người gì, hoa dâm bụp nha, đây mình thấy rõ chưa, đẹp ớn chưa, nó đẹp nhưng có tác dụng rất hay cho mọi người ha. Ngày xưa còn nhỏ thì hay mình hay lặt cái này kéo ra, nó dài cái này ra kéo có cái tơ, nó bông dâm bụp nè, hoa dâm bụp nè, mọi người thấy chưa. Mình chia sẻ cho mọi người về cái cây dâm bụp này trị được cái bệnh quai bị rất hay. Quai bị nha mọi người ha, thì mọi người biết cái tác dụng phụ của quai bị rồi, tuy mình nói phụ nhưng thường chắc cái tác dụng chính luôn á. Nó sẽ nếu mà nặng quá nó gây vô sinh sau này luôn mọi người. Quai bị là thường hay nổi cục cục đây nè, nó bự lên, nó nổi u lên, sau này là nó sẽ biến chứng là mình sẽ bị vô sinh đó mọi người. Nó vậy mình phải chữa trị kịp thời, không phải là mình bị quai bị là mình vừa vô sinh, nhưng nếu mình để lâu để cho nó lâu nó bị nặng rồi thì nó mới 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 ảnh hưởng sau này, còn nếu mình bị thì mình trị không sao nha mọi người ha. Thì về cây dâm bụp này thì mọi người cũng biết rồi, nó có tính chất nhớt nhớt à, cái bông này thì có thể ăn được không sao, dâm bụp mà đó. Thì cái cách để chữa bệnh cây dâm bụp thì thế nào đó, mình chia sẻ kỹ cho mọi người luôn, đơn giản và kỹ. Đó. Cách tìm nó thì mình cũng khỏi chia sẻ, mọi người cũng biết rồi. Đó. Đừng ai mà hỏi mình mua hột hay là mua cây hay là ship cây cho làm giống nha. Cây này chỗ nào mình thấy cũng có ở Việt Nam mình, ở nước ngoài mình chưa đi mình chưa biết, nhưng mà ở Việt Nam mình nhiều lắm. Ở chỗ nào thì thường thường cũng có hết. Đó. Cây hình như mình thấy là như truyền thống của Việt Nam mình luôn rồi, giống như cái tre, nói về cái tre là nghĩ về Việt Nam, hay là nói về cây dâm bụp thì nghĩ về Việt Nam liền, đó, hoa dâm bụp. Thì cách chế biến nó rất đơn giản mọi người dùng tươi luôn nha, thân hoa và lá luôn, cành gì lấy hết đó. Mọi người lấy tươi cho mình, dùng tươi cho mình nha. Mọi người lấy 30 đến 30 gram nha mọi người ha, 30 đến 30, 30 đến 40 gram, mọi người lộn, xin lỗi mọi người, 30 đến 40 gram đó. Mọi người là lấy cho mình là từ 5 đến 10 củ hành tỏ, hành đỏ mình, hành nhỏ nhỏ vậy nè, hành đỏ hay là hành đỏ mình hay sử dụng trong nấu ăn á, củ hành đỏ đó, củ hành đó nhỏ nhỏ thôi, mình đừng mọi đường đừng lấy củ hành tây ba lớn nghe nghe uống không hết đâu mà nó không có tác dụng đâu. Củ hành đỏ mình á, hành nhỏ đỏ mình á đó. Đó, lấy 5 đến 10 củ cho mình, nếu củ nhỏ lấy 10 củ, củ lớn lớn trong cộng vậy nên 5 năm củ, còn nhỏ nhỏ vậy 10 củ đó. Mọi người bóc vỏ bỏ hết cho mình, rồi sạch giống như mình đang nấu ăn vậy đó, đó. Rồi mình bỏ hai cái chi nguyên liệu nãy 3 đến 40 gram này với lại 5 đến 10 củ hành đỏ mình đâm người ha, đâm nát đi đó. Mình là cái nước sôi á, đâm nát xong phải không, nước sôi mình đổ cho mình là 150 ml nước sôi,
150 ml nước sôi nha mọi người ha, có thể là nửa xị hoặc hơn miếng á, nửa xị hoặc hơn miếng, 150 ml nước sôi. Nước sôi không để nguội mọi người ha, nước sôi nha, nước đang sôi á đó. Xong mọi người á là để cho nó nguội đi, mọi người dắt lấy nước cốt cho mình nha mọi người ha, dắt lấy nước cốt cho mình đó. Mọi người uống cho mình, uống chia làm 2 lần uống trong ngày, cái đó đó, cái nước cái nãy mình dắt ra rồi, 2 lần uống trong ngày nha. Cái bã mình không bỏ nha mọi người ha, khi cái xác cái bã đó đó mình lấy mình đắp lên, dù như u này mình đắp lên đó, đắp lên rồi mình cố định, lấy băng gạc hay băng gì mình không biết, cái gì cố định được mình cứ lấy cố định lại, cố định lại mọi người ha, từ 2 đến 3 tiếng đồng hồ, cái cố định mình 2 đến 3 tiếng đồng hồ đó. Mình cứ làm thường xuyên như vậy đó. Một ngày mình làm từ 2 đến 3 lần đó. Mình làm từ 4 đến 5 lần là nó sẽ thiên, nó sẽ xẹp và thiên giảm hết bệnh mọi người ha. Ở trong mình uống nước nó sẽ tác dụng ra, ở ngoài mình đắp nó sẽ tác dụng vô, nó sẽ làm cho cái bệnh mình thiên giảm rất lẹ. Đó là về cây dâm bụp mà trị bệnh quai bị mọi người ha, bệnh quai bị nha. Cái cây thừa mọi người thường tưởng nó vô dụng, nó chỉ ở cái bông này trồng hàng rào bà cắt tỉa cho nó thành cái hình này hình nọ cho đẹp thôi, nhưng thực chất ra nó cũng có vị thuốc nha mọi người ha. Và thêm một cái bệnh nữa là nó trị bệnh mất ngủ nha mọi người ha, mất ngủ à, mất ngủ vì nóng uất á, chứ không phải mất ngủ vì bệnh bị hàn, nó mất ngủ vì nóng uất, nóng nảy trong người, đơn giản lắm mọi người ha. Nếu nhà mình trước nhà mình nó có hàng dâm bụp thì mọi người khỏi lo mất ngủ đi nghe. Mọi người lấy cho mình cái bông này nè, cái bông này nha mọi người ha, đó cái bông mình phơi trong bóng râm, lấy những cái bông này mình phơi trong bóng râm, bứt vậy thôi nè, đó phơi trong bóng râm. Phơi trong bóng râm là mình không, mình đặc biệt là cái nào phơi trong bóng râm mình nói phơi trong bóng râm, cái nào không phơi trong bóng râm mình không có nói nha. Phơi trong bóng râm cho nó khô đi nha, đó cho nó khô đi đó. Mỗi lần á mọi người dùng á, mọi người lấy cho mình từ 10 đến 15 cái bông vậy nè, nó khô rồi nha, 10 đến 15 cái bông vậy nha. Mọi người đổ cho mình 1 lít nước nha mọi người ha, đổ 1 lít nước kia cho mình đó. Bắt đầu là mình nấu lên, nó có 2 cách đó, đổ 1 lít nước vô cho mình nấu lên, sôi đến 5 đến 10 phút mình lấy xuống mình uống hàng ngày đó. Một lần làm gì uống ngày đó. Đổ 1 lít nước cho mình ha. Còn cách thứ hai hãm trà, giống như uống trà vậy đó. Đó mình bỏ vô trong bình, đổ nước sôi vô, nửa tiếng sau mình uống như nước trà được đó. Cái đó là 2 cách để mình sử dụng cái bông này, bông khô nha, mình phải khô đi và mình sử dụng cái bài thuốc mất ngủ vì nóng vì nhiệt á, vì nóng uất á, nóng nảy trong người á, mất ngủ. Mọi người dùng cho mình phải không, tuần lễ mọi người sẽ thấy cái chuyển biến rất rõ rệt nha mọi người ha. Đó, tuần lễ thôi, từ 5 đến 7 ngày là mọi người thấy là nó chuyển biến rõ rệt, ngủ ngon hơn đó, song song với việc là mình thèm ăn đó. Thì đó 2 bài thuốc về cây dâm bụp này, bông rất đẹp. Bây giờ những cái loại bông ngoại hay những bông Thái, bông Mỹ gì về đẹp lắm đó. Mình sẽ lãng quên cái bông dâm bụp này. Thường ngày xưa thường hay đi ngang cái bờ rào người ta mọi người ha, dắt cái bông bụp về đó, người thấy không, dắt bông bụp lên đó, đi vậy đó, hồi hờn nít mà ngày xưa của mình á, thì đó còn thấy nó đẹp. Bây giờ người ta thấy bông này bông nọ, giờ ta cũng bỏ qua những cái vẻ đẹp mà thô sơ, những cái vẻ đẹp làng quê của cái bông dâm bụp này. Thì hôm nay mình cũng chia sẻ cho mọi người 2 bài thuốc, một bài thuốc về cây dâm bụp này mà nó làm được 2 bài thuốc quai bị và trị mất ngủ. Rồi video cũng đã dài rồi, thì mình cũng xin chúc mọi người thành công trong cuộc sống, chúc gia đình sức khỏe dồi dào. Video mình thì xin kết thúc ở đây. Chúc mọi người may lành nha. Bye bye mọi người. Ok.